Chào các bạn, Đến hẹn lại lên, chúng ta bắt đầu ngày mới với bài học Duolingo. Chúng ta vui học tiếng Nga, Anh, song ngữ vào mỗi buổi sáng. Chúng ta cùng bấm bắt đầu nào. Hôm nay chúng ta sẽ có 10 điểm kinh nghiệm. Nazavice Znamenitosti, hãy gọi tên những người nổi tiếng, bài 5 trong số 6 bài. Chúng ta tìm từ Gazeta. Đây là cách mà Duolingo dạy chúng ta từ mới. Ở đây chúng ta đã biết, người ta đã dạy chúng ta từ yellow, màu vàng, brown, màu nâu. Thế và lẽ dĩ nhiên là chỉ dùng phương pháp loại trừ chúng ta đã biết được từ newspaper, đó là gazeta. Newspaper. 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 Gazeta có nghĩa là một tờ báo. Gazeta. Newspaper. 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 She changed school food. School changed. Change. Đó là поменять. She, Anna, changed. 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 Đó là поменяла. School. Đó là школьную. Và food. Đó là еду. She changed school food. School food. She changed school food. She changed school food. School food. 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 Pray. Pray. Ở đây có từ pray. 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 Pray và pay. 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 Pray. 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 Americans became healthier. Became healthier. Healthier. Americans. Americans. Đó là Americans. Became starly. Starly. Healthier. Đó là starly. À, tức là người Mỹ đã trở nên mạnh khỏe hơn. Americans became healthier. Became healthier. Americans became healthier. She was happy because kids started to eat food and became healthier. Ở đây chúng ta cần lựa chọn một trong những tính từ cho danh từ food. Ở đây chúng ta chỉ có một từ good, đó là phù hợp nhất. Good. Good food. Food. Good food. Good. Good food. Good food. And became healthier. She was happy. À, cô ấy happy. Đã hạnh phúc. Because kids. Bởi vì bọn trẻ con, dieci kids, started to eat. To eat, tức là bắt đầu ăn. Bởi vì bọn trẻ con nó bắt đầu ăn những cái thứ đồ ăn lành mạnh. Become and became healthy. Become. Đây là become. Become. Become là từ nguyên thể. Become. À, thì hiện become. Tại. Become. Nguyên thể. Vậy, started. Sau, healthier. Started. Healthier. Và healthier. Healthier. Она была счастлива. She was happy. Она была счастлива. Cô ấy đã rất hạnh phúc, rất là vui mừng. Потому что. Because. Đây chúng ta sẽ nói là потому что дети, kids, начали есть хорошую еду и становиться. Động từ này là становиться, động từ nguyên thể. Здоровее. Và chúng đã trở nên khỏe mạnh hơn. Which newspapers does she read? Does she read? Which newspapers? Là cô ấy đọc những loại báo nào? Какие газеты она читает? Does she read? Đây là thì hiện tại, cho nên chúng ta sẽ dùng động từ hiện tại читает. Она читает. Какие газеты она читает? Cô ấy đọc những loại báo nào vậy? She lived in Washington in 2010. She lived in Washington in 2010. 2010, đó là vào năm 2010. She lived in Washington in 2010. Anna жила в Вашингтоне. Tiếng Nga là Washington.
Và nào vào năm nào phải dùng giấy từ vờ cách 6. Devyati sechi disyatam. Đọc ở cách 6. Devyati sechi disyatam. Devyati sechi disyatam. Она жила в Вашингтоне. Вашинг. Г đọc là к. Вашингтоне в 2010. School food. Food. School food became healthier in 2010. In 2010. School food, đó là đồ ăn của nhà trường, đã trở nên lành mạnh hơn. Более здоровой, lành mạnh hơn vào năm 2020. School food became healthier in 2010. School food became healthier in 2010. 2010, đó là vào năm 2010. Школьная еда, school food, школьная еда стала, became, đó là стала здоровее, здоровее là healthier, mẹ gọi là mạnh khỏe hơn, hay là lành mạnh hơn. Her husband was the president of the United States. Husband was the States. Her husband was the president of the United States. President. The president là President. Tổng thống. Her husband, chồng của cô ấy là tổng thống ở United States. Là chồng cô ấy là tổng thống của nước Mỹ. Trước đây đấy, tức là was là quá khứ. Chúng ta sẽ nói её муж был президентом Соединённых Штатов. Её муж, chồng của cô ấy, был đây là tương đương với was là был президентом. Là ai thì ở cách năm, cho nên là президентом đuôi ôm, cách năm có đuôi ôm đuôi em, đó là danh từ giống đực. Danh từ giống đực ở cách năm là đuôi ôm đuôi em, danh từ giống chung cũng vậy, danh từ giống cái là đuôi ôi đuôi ye, và danh từ số nhiều là đuôi ami yami. Khi nói đến cách chúng ta phải nhớ được như vậy. Её муж был президентом Соединённых Штатов. Đó. Who was the president in 2010? Who is who was? Who was the president in 2010? The president. President. In 2010. Who was the president in 2010? Who was the president in 2010? Tức là ai là tổng thống vào năm 2010? Who was the president in 2010? Кто был президентом? Ai là tổng thống? Кто был президентом в 2010? When her husband was the president, she was in newspapers. When khi chồng cô was president, she was in newspapers. Tức là cô ấy có mặt trên các trang báo. When her husband was the president. When her husband was the president, she was in newspapers. President. She was in newspapers. When her husband was the president, she was in newspapers. Когда её муж был президентом, она была в газетах. Она была в газетах, đó là cô ấy có mặt trên các trang báo. She was in newspapers. Was her diet healthy? Diet. Đây là từ mới của chúng ta, diet. Diet là dieta. Tiếng Anh là dieta là việc ăn kiêng. Healthy là здоровый. Ở đây chúng ta có câu hỏi. Was her diet healthy? Có nghĩa là её dieta здоровая. Do là đây không có was cho nên chúng ta để thì hiện tại. Её диета здоровая,
Thì hiện tại trong tiếng Nga không dùng động từ. Была là thì quá khứ, будет là ở thì tương lai, và ở thì hiện tại thì không cần dùng động từ. Её диета здоровая. Was her diet healthy? À, thì còn ở đây ra là was tức là quá khứ. Vậy thì chúng ta phải để была. Её диета была здоровая. Её диета была здоровая. Was her diet healthy? Was her diet healthy? Was her diet healthy? American school food was not always healthy. American school food was not always healthy. American school food was not always. American school food was not always healthy. Always was not always healthy. Tức là đồ ăn trong nhà trường phổ thông của Mỹ trước đây không phải lúc nào cũng lành mạnh, cũng tốt. Was healthy. Healthy là đồ ăn lành mạnh cho khỏe mạnh, cho sức khỏe, tốt cho sức khỏe. American school food was not always healthy. American school food was not always healthy. Американская школьная еда была не всегда здоровой. Американская школьная еда была не всегда здоровой. School food was not very healthy. Câu này cũng tương tự như vậy, tức là đồ ăn của nhà trường không được, không lành mạnh lắm, không tốt lắm, không tốt lắm cho sức khỏe. School food was not very healthy. 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 Школьная еда была не очень здоровой. Was not very. Thì chúng ta sẽ nói là не была не очень. Была не очень здоровой. Healthy. Она писала в газетах. Она писала в газетах о здоровых диетах. She. Писала. Wrote. Она писала, she wrote, в газетах, in newspapers. Đây là chúng ta dùng số nhiều, cho nên không cần dùng mạo từ, in newspapers. She wrote in newspapers. O chôm thì dùng about. Và dietach, đây là healthy, và diet đó là về chế độ ăn kiêng, nhưng mà đứng trước chúng ta phải có tính từ healthy diets về những chế độ ăn kiêng lành mạnh. She wrote in newspapers about healthy diet. Она разговаривала с детьми о здоровых диетах. She talked with children. She talked with children about healthy diets. Chúng ta check lại những từ còn lại. First không liên quan, brings không liên quan, mom và birthday không liên quan. Vậy thì ở trên này chúng ta đã viết đúng. She talked with children about healthy diets. About healthy diets. Она разговаривала с детьми о здоровых диетах. Như vậy là chúng ta đã học xong bài học ngày hôm nay của chúng ta rồi. Chúng ta nhớ rằng mỗi buổi sáng chúng ta vào mạng để học cùng với thầy. Nếu em nào mà thích tự học thì các em có thể đăng ký một account trong Duolingo, và lúc đó chúng ta có thể là tự làm bài học hàng ngày. Ở trong giai đoạn đầu, những bài học Duolingo rất là dễ và nó giúp chúng ta củng cố được kiến thức. Hiện nay chúng ta đã có trình độ, xem các bài học này là trình độ khá là cao. Thế cho nên là có thể các em sẽ gặp khó khăn, nhưng các em chỉ cần ghi chép những câu từ ra và học hàng ngày thì các em sẽ thành công. Bài học ngày hôm nay là bài học
số 1369. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần học 5 phút thôi là chúng ta đã học được 1369 ngày liên tục rồi. Các em hãy cùng học với thầy nhé. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Спасибо, до свидания.